Hello, alo. Cảm ơn Hoàng Phạm đã cho mình một nút like. Ok. Bây giờ chúng ta đã bước sang ngày 27 tháng 9 năm 2024 và ngày hôm nay cũng là ngày chính thức phát hành EA Sports FC 25 trên toàn cầu. Tức là những anh em mà mua bản standard, mua bản thường á thì coi như là hôm nay chúng ta chính thức được chơi. Đó. Thì hiện tại thì mình đang stream ở trên Xbox Series. Mặc dù cấu hình máy tính của mình thì vẫn có thể chơi PC thoải mái, nhưng mà vấn đề là ở nhà mình còn một người chơi nữa, đó là thằng em mình ở dưới phòng khách. Cho nên là mình quyết định mình mua game, năm nay mình vẫn sẽ mua game trên Xbox để mình chia sẻ game cho cái máy ở dưới phòng khách để cho em mình chơi chung. Rồi thì first look, ấn tượng đầu tiên, menu game, bày trí game không khác gì năm ngoái. Thực ra cái này thì mình không khuyến khích thay đổi nhiều, cái giao diện với cái menu thì nên thay đổi ít thôi, kiểu như vài năm thay đổi một lần thì được, chứ đừng có năm nào cũng phải thay đổi một cái thì nó rất là khó để nhớ thao tác. Khi mà bạn mua game đầy đủ thì chúng ta vẫn sẽ có các chế độ như cũ thôi. Chúng ta có đá giao hữu kick off nè, chúng ta có career mode nè, pro club nè, là chế độ 11 đá với 11 nè, online season, online tournament, co-op season, online friendly. Đó, thì nói chung là đầy đủ với tất cả các chế độ chơi, không thiếu gì. Cho nên là nếu như mà bạn là người mới chơi, bạn muốn mua game thì cũng không cần phải thắc mắc, cứ mua game là sẽ được chơi đầy đủ chế độ. Bản standard và Ultimate nó không khác gì nhau hết. Thì mình có trải nghiệm chơi sớm mấy ngày trước, nhưng mà nó không được thoải mái, bởi vì mình chỉ có EA Play nên mình chỉ được chơi thử có 10 tiếng thôi. Hôm nay ra full game rồi thì sẽ chơi thoải mái hơn. Đó. Cái background, mình rất là thích cái background của game năm nay nè, nhìn nó vui, nhìn nó vui mắt, nhìn nó sinh động một tí, nhưng mà nó cũng không quá màu mè, dễ nhìn. Có cái menu tinh chỉnh trận đấu nè, cái phần tinh chỉnh trận đấu nó có một chút thay đổi nè, thì bây giờ nó tách ra riêng, controller setting nó tách riêng nè. Cái này khá là tiện, cái tinh chỉnh tay cầm này nó rất là tiện, kiểu như là chúng ta chơi trên một máy, chúng ta chơi 2 người hoặc là chơi 4 người cùng một trận thì ok, vào đây chỉnh cho nó nhanh. Như vậy là kick off nó bỏ máy Ultimate nè, nó chỉ giữ máy Legendary thôi. Nhưng mà cái mà chúng ta nên chú ý, đặc biệt là với anh em mà kiểu chơi nó gọi là chơi các mode offline á, chơi career mode á, nên nhìn cái này simulation setting. Nếu như mà ai mà muốn chơi mà cái gameplay nó thực tế, chúng ta chọn cái simulation này nè. Đó. Thì cái slider này nó sẽ setup sẵn cho mình nè, để cho nó giống thực tế. Đó. Vật lý nó sẽ chân thực hơn một chút. Ngoài ra có một cái mình khá là thích. Cái này thực ra là cảm ơn Huy Quang cho mình 1 like. Cái tính năng dynamic weather này hình như là từ hồi cũng phải 7-8 năm trước EA từng cho vô, nhưng mà sau đó bỏ, thì bây giờ họ mang lại. Đó, thì hiệu ứng thời tiết và gió sẽ có ảnh hưởng đến trận đấu, kiểu như là trời mưa hay là trời tuyết các thứ. Đó. Một cái số lượng cầu thủ dự bị nó tăng lên nè, bây giờ chúng ta được sắp 5 người rồi. Đó, thì bây giờ cái số lượng cầu thủ dự bị nó sẽ tăng lên. Một trong những cái mà anh em rất phải chú ý cho bạn FC 25 là cái này nè. Nhìn vào chắc chắn là nhiều người sẽ kiểu what the fuck, cái này là cái gì? Không, thì ban đầu mình cũng không biết, mà sau khi mò hồi thì mình thấy cái này nó khá giống với Football Manager. Ok, cảm ơn Giang Trần, cảm ơn Gizo, 1 like rất đẹp. Đó, thì cái tác tích năm nay gần như là đập đi làm lại, cho nên là anh em sẽ phải học chơi game từ đầu. Còn về chi tiết FC IQ thì chắc là mình sẽ để cho bữa sau, mình sẽ làm một cái video riêng về nó. Thì nói chung nôm na là sau 1 tuần đầu tiên mình mò á, cái chiến thuật này sẽ chia làm 2 phần. Phần thứ nhất là chiến thuật, mình đọc Việt sắp đi ha, mình Việt sắp theo FC Online để cho dễ hiểu. Thì cái phần đầu tiên đó là team tactics, tức là cái chiến thuật đội. Bây giờ nó đã được tối giản đi rất nhiều, nó chỉ gồm những cái preset, tức là những cái thiết lập sẵn, kiểu như là chúng ta có thể sử dụng preset của những người khác, chúng ta có thể mượn của bạn bè. Thông qua tính năng là mình nhập cái code, bây giờ chúng ta có thể ở trong FC 25 chúng ta có thể chia sẻ chiến thuật bằng những mã code. thì người khác nhập code vào thì họ sẽ lấy được cái chiến thuật đó. Năm nay là các huấn luyện viên, gọi là các huấn luyện viên có bản quyền trong game, họ sẽ có những cái preset chiến thuật khác nhau. Thì cái này chắc là hướng đến người chơi career mode, bởi vì career mode bạn được chọn các huấn luyện viên thực tế, hoặc là ở trong chế độ Ultimate Team thì nó có cái thẻ huấn luyện viên, các huấn luyện viên sẽ có những cái preset chiến thuật khác nhau. Nó không còn cả chục dòng như người trước, nó chỉ đúng 4 thứ: preset, sơ đồ, cách lên bóng, cách build up và xu hướng phòng ngự. Hết, chỉ như vậy thôi, xong. Cái chiến thuật đơn đây mới là cái thứ rất phức tạp. Player roles này nó sẽ có hai trạng thái. Một là bạn setup chiến thuật đơn cho trạng thái khi các cầu thủ không có bóng, và đây là trạng thái khi đang có bóng. Witball đó, witball, witterball chúng ta đổi bằng cái right stick. Ở trong cái setting này thì FC IQ EA giới thiệu là họ mang đến 31 vai trò. Ngày xưa á, khi mà anh em setup cái instruction đó, cái chiến thuật đơn á, thì chúng ta muốn set cái gì cũng được. EA nó cho tất cả mọi lựa chọn và chúng ta set như thế nào thì tùy. Thì á, một cầu thủ nó sẽ có một số vai trò có thể chơi được thôi, chứ không còn cái kiểu mà chúng ta bắt một con cá leo cây giống như là cái hồi instruction của FC 24 trở về trước, cái bản FIFA cũ. Đó, thì cái thứ hai nó là focus nè, cái này nó giống như là xu hướng công thủ. Thì cái này nó sẽ kết hợp với xu hướng mặc định của cầu thủ, nó gọi là walk ray, xu hướng công thủ cố định. Thì cái này nó sẽ hỗ trợ cho cái xu hướng công thủ đó. Game không thay đổi thì anh em bảo EA là lười biếng, bình mới rượu cũ. Còn game thay đổi thì lại bảo là lằng nhằng đất Việt. Thì nói chung là rất khó thể chiều hết, nói chung là rất khó thể chiều lòng hết tất cả mọi người á. Cho nên là thôi, chúng ta hoan hỷ. Năm nay game như thế nào chúng ta vẫn sẽ chơi như vậy. Năm ngoái cái vụ này cũng bị chửi nè, cắt đi cái phần intro đầu trận, thì bây giờ EA nó mang trở lại. Có thể switch đội hình sang attack hay defense, ultra defense trong khi đang đá như năm ngoái không anh? Câu hỏi này thì mình trả lời tí nữa mình sẽ giải thích. Nhìn xuống góc dưới bên trái màn hình nha. Đây mình bấm đi pass sang trái. Đó. Đó thì bây giờ là cái việc thay đổi chiến thuật á, mình sẽ chọn theo các preset và cái xu hướng công thủ á, tức là cái mentality á, cái xu hướng công thủ nó sẽ tích hợp vào trong cái setup sơ đồ luôn. Gameplay hơi chậm mà mình đang thử đá với cái setting giả lập thực tế để xem coi là game nó có đỡ kiểu ảo hơn hay không. Kiểu gameplay chúng ta gọi là đỡ trượt băng, đỡ ảo hơn so với bình thường. Với lại thực ra có một số tính năng của FC Online nó rất là tiện dụng bên FC truyền thống nếu mang sang. Nó tiện hơn rất nhiều so với trước đây. FC truyền thống nó có một số những cái thiết kế nó bị cứng nhắc và nó rất là máy móc. Thì thay đổi theo, tức là một vài tính năng làm bắt chước theo FC Online thì game nó sẽ linh hoạt hơn. Giờ cái chuyện đổi chiến thuật là một cái ví dụ, nó rất là tiện. Cái cảm nhận ban đầu của mình về cái simulation mode này nè, gameplay nó đỡ ảo đi thật. Tức là kiểu di chuyển trượt băng hay là những đường truyền, những pha rê bóng suốt quay lưng á, nó bị hạn chế đi rất nhiều nè. Chơi kiểu này khá là ok. Tốc độ thì nó hơi chậm một tí, nhưng mà chơi như thế này cho nó thực tế hơn thì cũng là một trải nghiệm hay. Hiện tại game vẫn chơi khá là mượt, mặc dù năm nay nó có một số nâng cấp về đồ họa. Và mình chơi trên Xbox Series thì nó bắt buộc phải bật ray tracing. Thứ nhất là những đường truyền khó, những đường truyền sửa lưng hoặc là truyền bằng chân không thuận, nó sẽ có một độ delay, bởi vì cầu thủ nó không thể xử lý tốt những cái đường bóng đó. Thứ hai là những pha ban bật một chạm hoặc là những đường truyền bẻ hướng đột ngột á, thì quả bóng nó sẽ có độ nảy, bóng nó bị nảy, vật lý bóng nó thực tế hơn. Thứ ba là cầu thủ một chạm á, khi mà nó nhận những đường truyền quá khó thì cái một chạm của nó cũng sẽ gặp khó khăn. Cầu thủ có cái kỹ năng rê bóng càng cao thì một chạm càng tốt. Còn nếu như mà kiểu truyền như thế này cho mấy ông trung bệ thì chỉ có đỡ bóng nó nảy ra xa cả mét. Năm nay Ultimate Team không có nhiều thay đổi, nhưng mà các mode chơi offline đã được thay đổi rất nhiều. Thì đó là cái tín hiệu tích cực đầu tiên. Có thể là game nó chưa hoàn hảo đâu, Game chưa thể hoàn hảo ngay, bởi vì dĩ nhiên là như chúng ta đã biết, EA họ cũng sẽ cần phải có một số cái công thức để họ làm tiền, họ kiếm tiền. Bởi vì á, cái chi phí để vận hành game và cái chi phí để duy trì một cái số lượng bản quyền, cầu thủ và giải đấu rất là khổng lồ ở trong game, nó không hề đơn giản. Chúng ta hay kêu game hút máu, nhưng thực ra ngoài trừ cái gameplay và những cái lỗi lặt vặt, ngoài trừ những cái đó ra thì về trải nghiệm người chơi, EA vẫn làm rất tốt. Về hình ảnh, âm thanh, về các trải nghiệm bản quyền, các trải nghiệm của bóng đá ngoài đời, về tiến độ cập nhật game, EA vẫn làm ok. Chê thì chê, chứ mình nghĩ là chê chủ là chê cái mốt Ultimate Team thôi. Chứ năm nay EA đã hết lười biếng, lấy him cút. Không, hôm nay him lét đâm cút, để EA cút, để cho EA nấu năm nay coi, xem coi nó như thế nào. Trước mắt thì mình sau một tuần trải nghiệm game sớm thì mình chưa thấy có vấn đề gì đáng kể. Đồng máy nó biết giật về luôn. Đồng AI biết giật về để bắt bài mấy pha kết bác luôn. Một trận kick off thì xem kick off nó có gì. Ồ, nó có rush nè. Đúng rồi, năm nay bỏ Volta thay bằng rush. Rush là mốt 5v5 nhưng mà như không cho điều kiện thủ môn thì coi như là chỉ có 4 người thôi. Cái này là chế độ giải trí nè, có 3v3 nè. Bản quyền Champions League và Champions League nữ nè. Còn Mebo Libertadores nè. Đó, có đá cúp final nè, có luật đá home away và có cả BO3, BO5. Cái này thì chắc là nó sẽ phù hợp với mấy người làm content hoặc là chúng ta làm các event, làm các giải đấu. Đây, thấy cái rush này hay, nào làm thử một trận coi. Cầm bìa đĩa Bellingham thử coi như nào. Đá với Arsenal luôn. Đồ. Có bình nó có bình luận viên, nó có bình luận riêng cho cái rush này luôn nè. Đấy à, nghe sôi động giống đường phố ha. Chúa mẹ nị. Ê, bị vậy à? Ngang Bình nhớ nãy suốt ngu ta. Cái này chơi có vẻ vui hơn Volta nè. Ui xa. Rồi. Goal. Sôi động vui hết. Này chắc chắn là vui hơn Volta rồi đó. Số kèo Volta được cái là kiểu các cái thiết kế sân vận động với lại thiết kế không khí nó đa dạng, mà cái rush này sôi động hơn nè. Cút. Ôi chọc nhẹ bay. Valverde đúng không? Ừ, số 8. And the keeper's happy to get the ball rolling again. It has to. Goal. Bị đẻ. It's a chance to go on the break. Well, good chance here. It's in goal. Không bấy biệt vị. Cái mốt này dự là sẽ có những ông chơi mẹ gọi là bố của cá nhân. Power shot luôn. Mày. Đỡ đi. Let him cook. Bìa đĩa mà power shot thì đỡ kiểu gì. Vậy cho nó nhanh. đỏ bằng răng. Thẻ xanh kìa. Thẻ xanh kìa. Lần đầu thấy thẻ xanh luôn. Đó, và là thẻ xanh là bị giam ở ngoài 1 phút nè. Nó có đồng hồ đếm bên kia kìa. Ok, cũng hay. Rồi, 2 thẻ vàng, đúng rồi, 2 thẻ vàng là 1 thẻ xanh. Còn lỗi nặng thì 1 thẻ xanh trực tiếp là bị nhốt ở ngoài 1 phút. Thấy 1 phút mới cho vô lại. Mất người nhung liền. Đó, bây giờ hết thẻ xanh nè, hết thời gian thẻ xanh nè, đó, Martinelli đi vô lại nè. Được á, cái rush này chơi khá là vui. Chơi rất vui. Đó, thì về cơ bản là kick off này thì nó có nhiêu đây, cũng được. Nói chung là cái cảm nhận của mình là gameplay hiện tại chơi ổn, sau này update thì mình không biết. Nói chung là chơi được, gameplay ok, nó đã bớt ảo đi rất là nhiều. Đó, chúng ta có club nè, career nè, thì những cái mốt chơi này mình sẽ làm video sau. Còn đây chắc chắn là cái mốt chơi mà kiểu nhiều người chơi nhất, nhiều người chú ý nhất là Ultimate Team. Theo đánh giá của mình ở thời điểm game mới ra như thế này nè, thì so với FC 24, game đã có những cải tiến có thể thấy rất rõ ràng. Mà đây mới chỉ là ấn tượng đầu tiên thôi, chúng ta vẫn chưa đi sâu vào các chế độ chơi khác. Thì mình sẽ cố gắng mình làm những cái video phân tích tiếp theo để xem là các cái mốt chơi nó có gì hay. Đó, còn về ấn tượng đầu tiên trước mắt của mình á, cấu hình game không đòi hỏi quá cao, nhưng game vẫn có cảm giác là đẹp hơn một chút. Còn việc có muốn tiết kiệm 60 đô hay không là tùy vào mỗi người nha. Mình chắc chắn mình vẫn mua, vì mình sống bằng con game này mà. Cái nghề của mình sống bằng con game này, cho nên là game ra vẫn phải mua thôi. Cảm ơn mọi người đã xem mình chém gió. Nếu mọi người thấy hay thì có thể cho mình xin một nút like, subscribe và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ các nội dung tiếp theo. Và cảm ơn mọi người đã xem. Giờ cũng khuya rồi, chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.